Đây, mình vừa đi tập về nghe, mồ hôi đầm đìa ướt cả luôn. Chú ý hàng cực kỳ dễ vỡ. Xin nhẹ tay, lại còn để theo chú mũi tên vào. Chỉ là những cái lon nước. Tiki ngon, cứ tiki ngon có nhiều đin rẻ với cả mã ngon này. Rồi đây, chúng ta sẽ xem cái nước tăng lực Red Bull này. Vị cà phê xem có ngon không, và có mất ngủ không. Vâng, mình sẽ gọi là chuột bạch cho anh em luôn. Đây, một lốc này rẻ cực, chỉ hơn 30 người, 38 nghìn thì phải. Cái vị cà phê này thì có thể gây mất ngủ và nó nước tăng lực nữa. Nó sẽ làm cho tinh thần sảng khoái. Vị cà phê ủ lạnh thì cái này sẽ uống lạnh sẽ ngon hơn. Made in Thái Lan nhá, thể tích 250ml. Đang sale còn khoảng gần 40, 6 lon. Hạn sử dụng tháng 2 năm 23 thoải mái. 16 giờ 23 phút thứ 3 ngày mùng 5 tháng 7 năm 22. Thì chiều nhá, mình uống để xem tối có mất ngủ không. Vâng, uống buổi tối thì chắc chắn là sẽ dễ bị mất ngủ. Nên bây giờ uống buổi chiều test thì nó khách quan hơn. Ok thì đây, màu đen này, đen giống kiểu cà phê luôn. Ok mời anh em, yên màu cà phê nhá. Nó có vị cà phê và nó ngọt ngọt. Và nó 100% nó giống cái kẹo, kẹo cà phê anh em ăn ấy. Chứ không phải là kiểu anh em uống cà phê đâu. Hoàn toàn khác với những cái vị cà phê, nét cà phê sữa đá hay là các loại cà phê thì nó hoàn toàn khác nhá. Nó giống 100% cái kẹo cà phê mà nhiều anh em đã ăn rồi thì nó vị như thế. Nói chung là ngon, ngọt, dễ uống và có hơi hơi một chút ga nhá. Nói chung là được, ngon bổ rẻ. Team anh em nào mà không thích uống ngọt quá thì cho thêm đá vào sẽ ngon hơn rất là nhiều và nó khác hoàn toàn so với vị Red Bull vàng anh em hay uống nhá. Và kết quả sau một đêm là bây giờ là 23:36 anh em. Hơi lim dim rồi. Để xem có ngủ đâu nhá. Sáng mai sẽ thông báo với anh em. Hello buổi sáng. Hôm qua là khoảng tầm 15 20 phút nữa là mình ngủ. Nói chắc là mình là một cái dạng khó ngủ nha anh em. Và 6 giờ bắt đầu đã tỉnh rồi. Thì nói chung là ngủ cũng không được ngon lắm. Nó kiểu nó đầu óc nó vẫn tỉnh táo ấy. Đấy, như anh em nào mà dễ ngủ thì uống buổi chiều thoải mái nhá. Uống tối thì là sẽ mất ngủ.